Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là bộ má phanh trước của Hyundai i10 Grand 2014 đến 2017. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Hyundai tại Ấn Độ. Đây là cái mã sản phẩm của nó anh em nhé, 58101-4B4A000. Sản phẩm được sản xuất 100% theo đúng như hàng theo xe. Với cái má xịn này thì anh em có thể nhìn thoáng qua đã thấy một cái sự khác biệt giữa má liên doanh, má Hàn Quốc và má xịn theo xe nó là như thế nào. Đập hộp nguyên hộp của nó ra là 4 má trong hộp này để tiện cho quá trình quay và giới thiệu tới mọi người, nên là em đã bóc qua trước. Đây em có thể nhìn nhé, cái riêng những cái hàng của bên Ấn Độ này, mọi người đừng thắc mắc tại sao nó có mùi thum thủm, thực ra là nó có mùi thế thôi chứ nó không vấn đề gì. Cái má phanh của nó này thì nó rất là dày. Cái thứ hai nữa là cái mặt má này anh em sờ nhá, không hề bị gợn. Đây, anh em có thể nhìn thấy không hề bị gợn, không hề ra mạt luôn. Đấy. Đó. Và một bộ má trước của nó thì sẽ bao gồm là 4 má, tức là 2 má hai bên. Đấy. Thì vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái bộ sản phẩm, đó chính là cái bộ má phanh trước của Hyundai Grand i10. Anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.